Ngày 5 tháng 5 năm 2024, cột mốc 1 tỷ giao dịch Bitcoin đã được thiết lập, được đánh dấu bởi block số 842.241, cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Bitcoin nói riêng và toàn bộ thị trường tiền điện tử nói chung. Mới chỉ xuất hiện trên thế giới khoảng hơn 15 năm, nhưng crypto đã và đang là xu hướng đầu tư của rất nhiều người trên thế giới, được đánh giá là công nghệ của tương lai. Nơi đây luôn luôn là một vũ đài lớn, với tốc độ thay đổi đến chóng mặt và mỗi quyết định đều có thể tạo nên sự thay đổi hoàn toàn cuộc đời của các nhà đầu tư. Để tạo ra một thị trường sôi động như vậy, những cá nhân xuất chúng và vô cùng tai tiếng chính là các nhân vật được nhiều người quan tâm. Trong video đặc biệt lần này, các khán thính giả hãy cùng Spyroom chúng mình nhìn lại những tên tuổi nổi tiếng bậc nhất trong suốt quá trình hình thành của thị trường tiền điện tử. Từ Satoshi Nakamoto, cha đẻ của đồng tiền điện tử đắt giá nhất thế giới hiện nay, Bitcoin, cho đến các nhân vật đem lại nhiều tranh cãi khác như Changpeng Zhao, CZ, nhà sáng lập Binance, Vitalik Buterin, bộ óc thiên tài đứng sau Ethereum, và Sam Bankman, cái tên gắn liền với FTX gây không ít tranh cãi. Từng người trong số họ đã góp phần định hình thị trường theo cách riêng khi nó phát triển vượt bậc hoặc rơi vào những biến động khó lường. Hãy cùng khám phá toàn bộ những diễn biến liên quan đến 4 ông trùm crypto này cũng như những ảnh hưởng của họ lên thị trường crypto toàn cầu ngay sau đây. Một phút quảng cáo. Bài viết của tác giả Trường Sơn nằm trong chuỗi nội dung của Move Spiders nhằm giúp các khán thính giả hiểu sâu hơn về công nghệ và thị trường blockchain. Move Spiders là một dự án giáo dục và vườn ươm khởi nghiệp được tổ chức bởi Spyroom kết hợp với Aptos, tiền thân là dự án DM của Facebook. Dự án cung cấp các khóa học ngôn ngữ lập trình Move hoàn toàn miễn phí, cùng với cơ hội tiếp cận nguồn vốn lên tới $1 triệu dành cho các lập trình viên trên toàn thế giới quan tâm đến Web3 và hệ sinh thái Aptos. Move Spiders có mọi thứ bạn cần để bắt đầu xây dựng dự án của riêng mình, từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh. Không bí ẩn danh tính như Satoshi, thông tin chi tiết về Move Spiders đều có sẵn ở đường link dưới phần mô tả video này. Hãy kiểm tra và tham gia với chúng mình ngày hôm nay nhé! Binance is too big to fall. Câu nói trên được cha đẻ của blockchain Cardano, co-founder của Ethereum, Charles Hoskinson, phát biểu khi được hỏi về việc liệu Binance có đang gặp vấn đề gì không trong một buổi nói chuyện trên Twitter Space. Câu trả lời trên được Charles đưa ra mà không một chút chần chừ, theo sau đó là sự đồng ý của những người tham gia. Binance và cha đẻ của nó là CZ đã trở thành một thế lực khổng lồ cả trong và ngoài giới crypto. Đây là điều khó ai có thể chối cãi được. Tuy nhiên, một thực thể tập trung quá lớn trong một thị trường phi tập trung lại gợi nhắc ta về cú sụp đổ của Sam về đế chế FTX và Alameda. CZ đang được cộng đồng tung hô với hình tượng là vị anh hùng đã vạch trần các tội ác trong thị trường tiền điện tử. Điều đó lại cho thấy rằng niềm tin của người dùng đặt lên CZ Binance đơn giản là quá lớn. Trong phiên điều trần hồi sáng ngày 14 tháng 12 theo giờ Việt Nam của Quốc hội Mỹ đối với vụ việc của FTX, nghị sĩ Quốc hội Tom Emmer đã có phát biểu đáng chú ý. Đây là kết cục của sự tập trung, là sự thất bại của hiệu quả trong kinh doanh và tội ác của họ. Đây không phải là sự thất bại của công nghệ. Phi tập trung hóa chính là mấu chốt. Với sự bành trướng của CZ như hiện tại, liệu ta có nên bắt đầu đặt dấu hỏi về thế lực này? Hay đơn giản, CZ chính là người được chọn để dẫn dắt crypto đối với quỷ nguyên mới của công nghệ. CZ hay tên đầy đủ là Changpeng Zhao là cái tên không quá xa lạ đối với cộng đồng tiền điện tử Việt Nam hay trên toàn thế giới. Ông là người sáng lập ra đế chế Binance, sàn giao dịch tiền điện tử số 1 tại Việt Nam và trên toàn cầu. Trước khi chạm đến đỉnh cao của sự thành công hiện tại, CZ đã có một hành trình khá thú vị. CZ được sinh ra vào ngày 5 tháng 2 năm 1977 trong một gia đình có ba mẹ làm nghề giáo ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cha của CZ là giáo sư nhưng đồng thời cũng là một tri thức tư sản. Gia đình của CZ quyết định di cư đến Vancouver, Canada vào năm 1984. Lúc đó, CZ đã phải đi làm để hỗ trợ kinh tế cho gia đình. Ban ngày, anh đi làm ở McDonald's và làm thêm ở cây xăng vào ban đêm. Không lâu sau, CZ gặp mối tình đầu của mình. Chiếc máy tính 280 DOS được người cha mua với giá là $7,000 đắt đỏ. Kể từ đó, Zhao đã thể hiện sự yêu thích với lập trình của mình. Sau này, anh đã cầm trong tay chiếc bằng ngành khoa học máy tính từ trường đại học McGill. CZ có công việc đầu tiên của mình trong sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Anh đã tạo nên hệ thống khớp lệnh giao dịch đầu tiên ở cơ quan này. Sau đó, anh dành thời gian của mình tại Bloomberg Professional Service và trở thành trưởng ban phát triển giao dịch hợp đồng tương lai từ năm 2001 cho đến 2005. Nhưng tham vọng của CZ không cho phép anh dừng lại ở đó. Anh đã từ bỏ công việc ở Bloomberg dù đã được thăng chức và làm quản lý các nhóm ở New Jersey, London và Tokyo. Zhao
đã cùng những người bạn của mình lập nên Fusion Systems, một hệ thống giao dịch nhanh cho các broker. CZ biết đến Bitcoin vào năm 2013 thông qua một nhà đầu tư mạo hiểm, đối thủ của anh trên bàn poker. Cơ duyên đến, CZ ngay lập tức tìm hiểu về thị trường này và gia nhập vào hàng ngũ phát triển ví điện tử blockchain.info, hiện tại là blockchain.com, chiếc ví lâu đời nhất của thế giới crypto cho đến ngày hôm nay. Sau một năm, Xiao đã rời công ty để đầu quân cho sàn giao dịch OKCoin với vị trí là CTO, giám đốc công nghệ. Kể từ khi CZ đến, OKCoin đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng như đứng đầu thị trường Trung Quốc và mở rộng sang mảng hợp đồng tương lai. Nhưng chỉ sau 9 tháng, mối quan hệ này đã tan vỡ do sự bất đồng quan điểm giữa CZ và ban lãnh đạo của OKCoin. Vậy là chỉ sau ít năm, Xiao đã có kinh nghiệm làm việc tại hai thái cực, tập trung Centralization và cả phi tập trung Decentralization của thị trường crypto. Cùng thời điểm này, CZ đã nung nấu tạo nên một sàn giao dịch thuần giao dịch cho các sàn điện tử cho riêng mình. Thời gian làm việc tại OKCoin đã giúp anh tìm hiểu về Bitcoin hay crypto, vốn là thị trường chưa có khung pháp lý. Nếu có sự dính líu của các tổ chức tài chính hay dòng tiền pháp định sẽ gây những rắc rối không nhỏ cho sau này. Vậy, làm sao có đủ tiền để bắt đầu? Nhưng may mắn thay, Vitalik đã có câu trả lời giúp cho CZ. Vào cái năm 2017, 2 năm sau khi blockchain Ethereum chính thức khởi chạy, số lượng dự án xây dựng nên chuỗi khối này ngày càng nhiều, dẫn đến vấn đề gọi vốn không chỉ là nỗi đau đầu của riêng CZ. Lúc này, hình thức ICO hay Initial Coin Offering phát hành coin lần đầu đã được ra đời. Giải thích đơn giản, ICO là việc bạn bỏ tiền đầu tư vào một dự án ở thời điểm sớm, gần như là chưa có gì hoặc sản phẩm mới chỉ nằm trên giấy, đổi lại cho số tiền đó là một lượng coin hay token của dự án được định giá thấp. Nếu dự án này thành công trong tương lai, khoản đầu tư của bạn sẽ tăng gấp nhiều lần. Nếu dự án thất bại thì sẽ không có sau đó nữa. Làn sóng ICO năm 2017 đã kêu gọi được hơn 20 tỷ đô la vào thị trường crypto, chiếm một phần nhỏ trong số tiền đó có Binance của CZ. Vào tháng 7 năm 2017, Binance đã tiến hành ICO, bán tổng cộng 100 triệu đồng BNB ở mức giá là 0,15 đô, thu về cho mình 15 triệu đô, đánh dấu bước khởi đầu của một thế lực cho đến ngày hôm nay. Nếu Archimedes cần có ai đó cho ông điểm tựa để nhấc bổng cả trái đất lên, thì CZ đã biết cách để tự tạo cho mình những điểm tựa và đưa cả thế giới crypto lên trên đôi vai của anh. CZ thường được đại chúng biết đến với tư cách là CEO của Binance, nhưng ngoài ra, anh còn có nhiều sản phẩm hơn như thế, như là mạng lưới BNB Chain, quỹ đầu tư Binance Labs hay ví phi tập trung Trust Wallet. Để hiểu được sức mạnh của CZ, hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin của các sản phẩm trên nhé. Đầu tiên, Binance Labs được cộng đồng xem là quỹ cấp A trong thị trường crypto. Thành lập vào năm 2018, Binance Labs đến nay đã tham gia đầu tư cho hơn 200 dự án đến từ 25 quốc gia khác nhau. Khẩu vị đầu tư của quỹ khá đa dạng, trải dài từ DeFi, cơ sở hạ tầng cho đến GameFi. Nhưng điều làm nên thương hiệu của Binance Labs chính là ở phương thức đầu tư của quỹ. Không sử dụng phương pháp bơm thổi như Alameda Research, Binance Labs thường chọn dự án kỹ càng và có hỗ trợ, tham gia cùng phát triển. Cũng là nhờ cánh tay của Binance, các chương trình incubation của quỹ thu hút được rất nhiều dự án tiềm năng đến và thử sức. Đây cũng là nguồn dự án chính cho Binance Labs. Thứ hai, Trust Wallet là một trong những ví phi tập trung có mặt sớm trên thị trường với hơn 25 triệu users. Tuy CZ không phải là người xây dựng, nhưng anh đã mua lại mảnh ghép này vào tháng 7 năm 2018, một năm sau khi Trust Wallet ra đời. Định hướng ban đầu của Trust là tập trung vào thị trường điện thoại, nhưng hiện nay cũng đã ra mắt phiên bản máy tính. Gần đây, Trust Wallet vừa đón được một lượng dân di cư khá lớn xuất phát từ việc công ty mẹ của MetaMask, ví phi tập trung lớn nhất thị trường là Consensus, đã thay đổi điều khoản, cho phép MetaMask có những động thái theo dõi IP của người dùng. Điều này đã làm cho một bộ phận người dùng cảm thấy khá lo sợ và chuyển sang sử dụng Trust Wallet, chứng tỏ vị thế của Trust Wallet đâu đó chỉ đứng sau MetaMask, chiếc ví phổ biến nhất hiện tại. Thứ ba, BNB Chain được khởi chạy vào tháng 9 năm 2020. Cho đến nay, BNB Chain đó là blockchain có tổng tài sản khóa đứng thứ 3 trên thị trường, khoảng 4 tỷ đô la. Với 163 triệu người dùng và hơn 1.300 ứng dụng đang hoạt động trên chuỗi. Trong cộng đồng, BNB Chain để lại ấn tượng là blockchain có phí giao dịch rẻ, nhiều ứng dụng và rất ổn định. Đồng coin BNB còn gây ấn tượng ở việc giữ giá khi chỉ mới giảm khoảng 67% so với đỉnh giá, trong khi Bitcoin và Ethereum đã giảm khoảng 75% và các đồng coin khác thì lún tới trên 90%. Có được khả năng này là nhờ cơ chế đốt rất mạnh tay mà BNB Chain đang sử dụng. Có hai cơ chế đốt hoạt động song song, cơ chế BEP95, cơ chế cho phép đốt các BNB theo thời gian thực. Theo đó, 10% BNB là phần thưởng cho mỗi khối sẽ được đốt, số còn lại sẽ được gửi tới validator.
cho tới nay, cơ chế này đã đốt được khoảng 142.700 BNB, tương đương là 54 triệu USD. Ngoài ra, mỗi quý sẽ có một lượng BNB được đốt, tính toán dựa trên lợi nhuận của Binance, giá của BNB, cung lưu hành BNB và số lượng khối được tạo thành. Ước tính, lượng BNB đốt mỗi quý sẽ có giá trị lên đến nửa tỷ Biden. Nhờ vào hai cơ chế đốt mạnh tay này, BNB đã trở thành đồng coin top giữ giá tốt nhất hiện tại. Ngoài ra, chúng ta có thể điểm mặt thêm một số sản phẩm Binance Pay, hỗ trợ phương thức thanh toán bằng crypto, Binance Academy, nền tảng cung cấp kiến thức cho người dùng, Binance NFT Marketplace, chợ giao dịch NFT và Binance Charity, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy hoạt động quyên góp. Song, tất cả các mảnh ghép này chỉ xoay quanh một sản phẩm chính của CZ, sàn giao dịch Binance. Đa số chúng ta đều biết Binance là một gã khổng lồ, nhưng để có một cái nhìn khái quát nhất, chúng ta cần có những con số thống kê. Cụ thể, Binance đang hoạt động trên 100 quốc gia với 50 địa chỉ người dùng có thể lựa chọn sử dụng. Khối lượng giao dịch vào năm 2021 là 9,5 nghìn tỷ đô, chiếm hơn 2/3 khối lượng giao dịch của toàn thị trường, tăng hơn 7 lần so với năm 2020. Thu về 20 tỷ đô lợi nhuận vào năm 2021, gần gấp 3 lần so với con số 7 tỷ của Coinbase, sàn giao dịch đang đứng top 2, đạt được cột mốc 30 triệu người dùng vào đầu năm 2022 và hiện đang dự trữ khối lượng tài sản khoảng 55 tỏi Biden. Với ngần đó sản phẩm trong tay, CZ đã trở thành người đàn ông quyền lực bậc nhất thế giới crypto này. Người đàn ông 45 tuổi đang nắm trong tay khối tài sản khoảng 17,4 tỷ. Do ảnh hưởng từ thị trường, con số này giảm khoảng 3,7 lần so với 65 tỷ hồi đầu năm. Anh có mặt trong hai danh sách của Forbes là Billionaires năm 2022 đứng thứ 19 và Singapore 50 Richest là top 50 người giàu nhất của Singapore. Trong cộng đồng, CZ là người có những công hiến to nhất cho thị trường crypto. Nhất là ở mảng luật pháp, CZ bỏ rất nhiều thời gian để đi đến nhiều quốc gia khác nhau nhằm thảo luận về một hành lang pháp lý cho thế giới tiền điện tử. Tháng 6 năm 2022, Chao đã dừng chân tại Việt Nam và có buổi thảo luận về chủ đề này. Với vị trí dẫn đầu ngành, CZ và Binance luôn là trung tâm của sự dò ngó, trong đó có cả những lời đồn thổi về sự sụp đổ của Binance. Có ý kiến cho rằng, cả CZ và Vitalik đều có xuất phát điểm rất giống nhau, đều cống hiến nhiều cho crypto. Tuy nhiên, hình ảnh của cả hai đang trái ngược nhau trong thời gian gần đây. Khi Vitalik đang giảm dần tầm quan trọng của bản thân lên Ethereum, trao quyền đến cộng đồng, thì CZ và Binance càng ngày càng trở thành một thực thể quyền lực có tác động to lớn đến cả thị trường. Binance is too big to fall không chỉ là suy nghĩ của Charles hay các KOL khác, mà là của cả số đông thị trường. Sau sự kiện của Sam và FTX, ở một mặt, CZ được tung hô như là một vị anh hùng đã vạch trần tội ác của kẻ lừa đảo. Nhưng bài học về lòng tin trong crypto là rất nhiều. Mới nhất chính là Sam, xa hơn một chút là Đỗ Quân với Terra Luna, hay quay ngược về quá khứ với sự sụp đổ của MT Gox, sàn giao dịch đứng đầu thị trường vào năm 2014. Những sự kiện trên là cái giá quá đắt để nhắc nhở chúng ta đừng nên tin tưởng ai hoàn toàn ở cái nơi mà đồng tiền là sức mạnh. Vậy nên, chẳng có lý do nào mà chúng ta lại chẳng nghi ngờ về CZ cả. Liệu anh có phải là người dẫn dắt thị trường này, hay chỉ là một kẻ giả mạo với nhiều chiêu trò đội lốt? Nếu anh thực sự là người tốt, liệu anh có đứng vững trước những chiêu trò xỉa sói của đối thủ? Ở góc độ cộng đồng, CZ được tôn là anh hùng sau khi vạch trần bê bối của FTX. Nhưng từ phía Sam, FTX hay xa hơn là cả cộng đồng nước Mỹ, họ lại xem anh là nguyên nhân của sự sụp đổ này. Mr. Wonderful Kevin O'Leary chưa bao giờ ngưng đổ lỗi cho CZ mỗi khi ông xuất hiện trên truyền thông đại chúng hay cả trước quốc hội. Điều này cũng không có gì quá bất ngờ, vì dù tội ác của Sam là không thể dung thứ, nhưng FTX đang mang trong mình hình ảnh của một giấc mơ nước Mỹ đại diện cho sức mạnh từ xứ sở cờ hoa. Đối diện với một sự thất bại trong vánh như vậy, họ chỉ còn có cách là xỉa sói lên CZ. Còn nhớ, ở bài viết trước, mình đã giới thiệu về thân thế của Sam, Caroline đặc biệt gần với giới chính trị của Mỹ đến như thế nào. Mới đây, Sam đã khẳng định điều đó. Sau khi bị dẫn độ từ nhà tù của Fox Hill, Bahamas về đến Mỹ, Sam lại được thả ra nhờ 250 triệu tiền bảo lãnh. Nên nhớ, net worth của Sam đã về mo và số tiền trong túi anh còn chưa đến 100.000 đô. Vậy, có chăng một thế lực nào đó đã dàn xếp vụ việc này? Mới gần đây, chủ tịch của SEC là Gary Gensler bị phát hiện rằng ông đã biết tổng kế hoạch của Sam từ hồi 2019. Sau 3 năm FTX hoạt động, ít nhiều sợi dây liên kết với giới chính trị của Sam cũng sẽ phát triển. Vậy, khi CZ đụng đến Sam, vô tình, anh đã chọc luôn cả giới chính trị đất Mỹ này. Truyền thông nước này cũng tấn công CZ mạnh hơn kể từ sau vụ việc của FTX.
Hậu sự sụp đổ của FTX, CZ nhận ra anh cần phải hành động để gia tăng sự uy tín cũng như củng cố niềm tin từ người dùng. Do đó, Zhao đã tạo ra khái niệm Proof of Reserves, POR, hay bằng chứng lưu trữ. Bằng chứng lưu trữ được sinh ra nhằm chứng minh rằng toàn bộ tài sản của người dùng trong sàn giao dịch vẫn được cất giữ an toàn. Sẽ có một bên thứ ba chịu trách nhiệm kiểm toán toàn bộ số tài sản này. Với Binance, đó là Mazars Audit Report, nhưng web Mazars đang sập nên chưa xem được. Đồng thời, Zhao cũng kêu gọi các sàn giao dịch khác tung ra POR và được hưởng ứng khá nhiệt tình từ Halby, Crypto.com và nhiều bên khác. Thế nhưng mà, cái kỹ năng CZ vừa tung ra có vẻ đang phản ngược lại anh. Chỉ sau 10 ngày công bố bằng chứng kiểm toán tài sản, Mazars, công ty kiểm toán hỗ trợ Binance, lại thông báo sẽ chấm dứt hoạt động kiểm toán Proof of Reserve cho Binance. Thậm chí, website của công ty cũng đã bị shutdown cho đến thời điểm hiện tại. Điều này làm cho bằng chứng mà CZ tung ra cách đây không lâu lại trở nên vô dụng. Do đó, Binance phải gấp rút tìm một công ty khác để thực hiện lại quá trình này. Binance có thử liên hệ với Big Four trong ngành kiểm toán, nhưng lại nhận được cái lắc đầu. Ngạc nhiên nhất là Deloitte, một công ty cực kỳ cởi mở về blockchain, crypto, nhưng vẫn hồi đáp bằng sự từ chối. Thực tế, Binance đã công khai địa chỉ các ví tài sản. Do đó, ta có thể kiểm tra on-chain thông qua thông tin sản cung cấp, hoặc sử dụng các web tổng hợp như là Nansen. Tuy nhiên, có hai vấn đề. Đầu tiên, số lượng địa chỉ ví mà Binance cung cấp là quá lớn nên khó ai có thể tự tay kiểm tra toàn bộ tài sản được. Thứ hai, dữ liệu thông qua một bên thứ ba là hoàn toàn có thể bị thao túng. Thêm một điều đáng ngờ, cách đây hơn một tuần, Binance đang tích cực gom tiền từ các ví con của mình về ví nóng. Hành động được cho là nhằm phục vụ mục đích kiểm toán. Số giao dịch mà Binance tạo ra lên đến 1 triệu, nhiều đến nỗi làm cho gas fee của mạng Ethereum nhảy vọt mà Binance phải đóng đến 889 Ethereum, tương đương 1 triệu USD cho phí gas. Vậy nên, câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm là Binance có đang thực sự sở hữu khoảng 55 tỷ Binance bằng chứng lưu trữ như đã công bố hay không? Để trả lời chính xác, có lẽ chúng ta phải chờ kết quả kiểm toán mới mà thôi. Giữa dòng bão dư luận hướng về Binance ngày 14 tháng 12 vừa qua, Vitalik lại đăng một dòng tweet đầy ẩn ý. Bạn có thể ghét sự thật rằng X đang là một công ty độc quyền và chưa có đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, tôi không hoàn toàn ghét bỏ X và tin rằng X bao gồm phần lớn là người tốt. Dường như ai cũng hiểu được X mà Vitalik đang nhắc đến ở đây có thể là CZ hay là Binance, một động thái nhằm xoa dịu những công kích đang hướng tới người bạn của mình, hay Justin Sun, một tỷ phú và là founder của Blockchain Tron, cũng đứng về phía của CZ. Anh đã gửi chơi trăm củ lên sàn để chứng tỏ lòng tin của mình dành cho Binance. Anh còn gửi hẳn 2 lần cơ. Về phía người dùng, CZ và Binance luôn bình tĩnh đáp trả mọi mũi giáo truyền thông hướng về phía mình. Hồi ngày 13 tháng 12, người dùng bắt đầu hô hào nhau rút tiền về ví phi tập trung khi thông tin Proof of Reserve của Binance chưa đáng tin cho lắm. Nhưng chỉ sau 1-2 ngày, Binance vẫn hoạt động bình thường. User hiểu rằng đây chỉ là FUD và lại chuyển tiền lên Binance như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm giác Binance hay CZ luôn đối mặt với các thông tin tiêu cực một cách rất bình tĩnh. Đó có thể là điều làm nên uy tín của đế chế này. Ngoài những lần đó ra, CZ đôi khi cũng biết cách để chơi trội. Binance mới đây đã thông báo sẽ đấu giá để mua lại tài sản của Voyager, một nền tảng cho vay phải phá sản hồi giữa năm do ảnh hưởng từ quỹ Three Arrows. Hiện, Binance đang trả giá cao nhất với số tiền là 1 tỷ đô la. Số tài sản sau khi mua được sẽ trả lại cho người dùng bị thiệt hại. Ai bảo anh tôi không có tiền đâu? Hiển nhiên, tin đồn Binance sụp đổ cũng bị cộng đồng cho vào quên lãng. Quãng thời gian bão tố vừa qua đã cho thấy được CZ là người khôn khéo đến thế nào. Trong tay là một sản phẩm rất tốt, CZ thật biết cách để sử dụng truyền thông, tận dụng FUD để nâng vị thế của mình lên cao và cao nữa. Nếu Binance vẫn tiếp tục giữ được phong độ, CZ vẫn vững chãi trước sóng gió của thị trường thì thật khó để nghĩ đến viễn cảnh ai đó sẽ có thể lật đổ được thế lực này. Chẳng có gì là lạ khi nhắc đến sự tác động của tin tức lên các thị trường tài chính. Thần chú, sell the news, buy the rumor, hay mua vào khi có tin đồn và bán ra khi tin đồn trở thành tin tức là minh chứng hoàn hảo cho điều này. Tin tức có thể được chia làm hai loại, good và bad news. Mật độ cả hai loại tin tức trên ứng với hai trạng thái của thị trường. Khi chart các đồng coin bay, tin tức tốt được tung ra rất nhiều với vai trò bơm thêm hy vọng, sự hưng phấn cho đám đông. Ngược lại chót cắm đầu thì các tin xấu chẳng khác gì những gáo dầu đang được tạt thêm vào lửa để làm cho đám đông thêm hoảng loạn. Năm 2022 quá là một năm tồi tệ một cách điên rồ. Những thế lực mà chúng ta từng tin tưởng và cho rằng sẽ tồn tại, định hình hay tạo nên tương lai của crypto sau này đã lũ lượt kéo nhau ra đi. Đó là Luna, một gã khổng lồ trong giới tài chính phi tập trung, là một trong 10 hệ sinh thái lớn nhất.
hay mới nhất là Sam với FTX, sàn giao dịch tiền điện tử top 3 toàn cầu được định giá 38 tỷ Biden hồi đầu năm. Chưa kể đến là hàng loạt vụ phá sản liên đới theo sau. Vậy liệu còn chuyện gì tồi tệ hơn có thể xảy ra thêm không? Câu trả lời là có. Gần đây, bỗng nhiên rộ lên tin đồn Ethereum sẽ có biến lớn. Chính người tạo ra blockchain này, Vitalik, đã lên tiếng về một lời đồn về một sự kiện quan trọng sắp xảy ra. Hãy hy vọng rằng Ethereum sẽ đứng vững. Nhưng nếu trong một tương lai, crypto sẽ trông như thế nào nếu ETH bị Sam kéo xuống mồ chung? Vị trí của Ethereum ở đâu trong thế giới crypto? Nếu nói Bitcoin là King of Crypto, thì Ethereum phải được xem là Queen của thế giới phi tập trung này. Gọi Bitcoin là kẻ tiên phong, thì Ether là người đã phát triển và nhiều lần nâng tầm blockchain. Năm 2011, một chàng lập trình viên trẻ tuổi có tên Vitalik Buterin đã biết đến và dành sự quan tâm cho Bitcoin. Sau đó, vào năm 2013, anh và những người bạn đã lập ra trang Bitcoin Magazine, một trang media lớn nhất về crypto, Bitcoin cho đến hiện tại. Nhưng Vitalik cũng đã sớm nhận ra vấn đề của chuỗi khối Bitcoin, đó là khả năng tương tác. Bitcoin chỉ là một blockchain độc lập, không có khả năng mở rộng. Do đó, Vitalik đã nung nấu tạo nên một blockchain khác, có nhiều chức năng hơn, mang khả năng tương tác và vượt ra khỏi chức năng duy nhất là để mua bán như Bitcoin, đó chính là Ethereum. Tại sự kiện Bitcoin Miami năm 2014, Vitalik đã có lần đầu giới thiệu Ethereum với cộng đồng. Sau đó, Vitalik và đội ngũ đã gọi vốn được 18 triệu USD từ cộng đồng. Theo lời của Vitalik, số lượng người chấp nhận Bitcoin hay tiền điện tử trên toàn cầu vào năm 2015 này chỉ rơi vào khoảng 100.000 người. Do đó, số tiền gọi vốn trên là hết sức ấn tượng. 18 tháng sau khi gọi vốn, mạng lưới Ethereum chính thức đi vào hoạt động. Tuy không phải là người phát minh ra smart contract, nhưng Vitalik đã nhìn được tiềm năng ứng dụng của nó. Ethereum trở thành blockchain smart contract đầu tiên, mở ra cơ hội để các nhà phát triển xây dựng ứng dụng trên chuỗi khối này. Sau 7 năm, ETH đã trở thành một phần quan trọng của cả thị trường tiền điện tử với hơn 2.700 ứng dụng, 450.000 người dùng hàng ngày. Cũng từ Ethereum, các trend mới như DeFi, NFT, blockchain game mới bùng nổ và lan sang các nền tảng khác. Hiện tại, Ether không còn chỉ là một blockchain, một layer đơn thuần. Nó còn là lớp nền tảng để các blockchain khác phát triển lên, layer 2, nhằm mở rộng mạng lưới. Mặc dù đứa con Ethereum đã vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng các đồng coin theo độ lớn vốn hóa thị trường, chỉ sau duy nhất Bitcoin. Song, người cha Vitalik thể hiện sự khiêm tốn so với vị thế của anh. Vitalik từng nói, nhìn tôi vậy, chứ làm gì có đến 1 tỷ đô đâu. Khi drama FTX nổ ra, vài người bàn tán về khối tài sản 18 tỷ đô của Sam. Vitalik đã được Forbes ghi tên vào hai danh sách 30 Under 30 Finance 2018 và Forbes Under 30 Halls of Fame năm 2022. The Time cũng gọi tên Vitalik trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2021. Thành tích trên mặt trận truyền thông của anh trông có vẻ chẳng ấn tượng gì mấy. Nhưng Vitalik lại là một người rất năng nổ ở giới crypto. Anh là một người rất chăm đi sự kiện và có những chia sẻ rất sâu, rất hay về tầm nhìn và những gì Ether đang làm. Kể từ khi tham gia CryptoBiz, Vitalik vẫn chưa có vết dơ nào. Cái lần ta thấy Vitalik bị tấn công nghiêm trọng là vào thời điểm năm 2018, khi anh phát ngôn crypto sẽ hiếm có các cơ hội 1000x nữa. Nhưng bị truyền thông bóp méo thành crypto không còn cơ hội phát triển. Cả CZ hay Justin Sun đều nhảy vào đấu mõm với Vitalik trước khi nhận ra đây là một quả drama lãng xẹt. Vitalik cũng đã hai lần tự mình ủng hộ một khoản tiền rất lớn với mục đích nhân đạo, chứ không phải chính trị như anh bạn tên X kia. Khoảng 1 tỷ đô la, bao gồm 500 đô la X và 50.000 tỷ token HHIB đã được anh gửi cho quỹ trợ tiền điện tử COVID Ấn Độ. Hồi đầu năm, khi xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra, Vitalik đã lên tiếng ủng hộ về một phương án hòa bình. Khi súng nổ, anh đã gửi 5 triệu USD đến quỹ cứu trợ của Ukraine để hỗ trợ cho người dân nơi đây. Không cần quá hào nhoáng, chàng trai người Nga, yêu màu hồng và thích mặc áo kỳ lân này đã chiếm được sự tin tưởng của gần như toàn bộ con dân crypto. Nhìn vào Ethereum, ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của chính Vitalik trong này. Đó là sự khiêm tốn, không phô trương, phát triển chậm mà chắc chắn. Quan trọng hơn, Vitalik vẫn đang kiên định với các mục tiêu mình đã đặt ra. Một blockchain có khả năng tương tác tốt,
nghe giống bánh vẽ vào năm 2015, nhưng Ethereum đã làm được chỉ sau hơn 5 năm phát triển. Nhưng nhìn về phía trước Ethereum, Vitalik và đội ngũ vẫn còn một chặng đường rất dài để đi, một con đường chắc chắn không hề bằng phẳng. Ethereum có thể sập hay không? Vị thế hiện tại của ETH không kém cạnh gì Bitcoin, có thể xem là trung tâm của cả thị trường crypto, blockchain. Nhưng trong một năm quá điên rồ như 2022, một việc tưởng chừng như vô lý nhất cũng có thể xảy ra. Do đó, không thể xét đến một tương lai nơi mà chúng ta sẽ mất đi Ether vì một lý do nào đó. Ngày 21 tháng 11 vừa qua, Vitalik bỗng đăng một dòng tweet gây hoang mang cho một con dân tiền điện tử. Đại khái, Vitalik nói rằng, tôi có nghe về một tin đồn, một điều gì đó quan trọng sắp xảy đến. Nhưng hãy nhớ một sự thật rằng, các mối quan hệ xã hội gần gũi với những người biết tôi từ sớm sẽ xác minh được tôi là người như thế nào, và hãy giúp tôi xác thực điều đó nhé. Sau sự kiện của Sam và FTX, cộng đồng đang cực kỳ nhạy cảm với tin tức. Do đó, tin đồn về sự bất ổn của Ethereum bắt đầu được lan truyền. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin gì về dòng tweet trên. Mọi thứ bỗng nhiên bị ngắt lại và không ai bàn tán nữa. Có một sự việc có liên quan đến Ether, đó là sàn FTX. Sau khi nộp đơn phá sản, đã bị hacker lõm mất hơn 300 triệu USD ETH cuối cùng. Có lẽ Vitalik đã lo sợ kẻ này sẽ xả thẳng 300 triệu Biden ETH kia ra thị trường, làm crash giá của Ether. Chuyện gì xảy ra nếu giá đô la ETH lao dốc? Ôi, chắc chắn nó sẽ rất kinh khủng, và hậu quả sẽ hơn gấp nhiều lần đống hỗn độn mà Sam và FTX tạo nên đấy. Đô la ETH đang đứng ở top 2 bảng xếp hạng vốn hóa với market cap 158 tỷ Biden, chiếm 17.95% tổng giá trị thị trường tiền điện tử, chỉ sau Bitcoin với 38.34%. Tổng tài sản khóa, Total Value Locked trên Ethereum chém chệ top đầu với 24.32 tỷ đô, cắn 57.77% chiếc bánh tổng tài sản khóa toàn thị trường 42.28 tỷ USD. Nếu giá của đô la ETH rơi mạnh, sẽ có một cú thanh lý khổng lồ ở các nền tảng cho vay DeFi. Đây là các nền tảng cho vay theo hợp đồng thông minh. Nếu mức giá của tài sản thế chấp, ở đây là ETH, giảm về mức thanh lý, ngay lập tức, đóng ETH được thế chấp kia sẽ được bán thẳng ra thị trường nhằm thu hồi vốn cho giao thức. Mức thanh lý mạnh nhất ở khoảng giá 700 đô la, sau đó là ở khoảng 500 đô la và 400 đô la. Nếu không có sự can thiệp ở mức giá 700 đô la, chắc chắn giá của ETH sẽ giảm rất sâu và rất nhanh, xuống dưới mức 400 đô la. Có thể bạn đang tự hỏi, từ từ đã, tại sao lại là những cột mốc này? Để mình trả lời nhé. Theo biểu đồ dưới đây từ DeFi Llama, đang có 225.000 đô la ETH thanh lý nếu giá rơi về 720 đô. 156.000 ETH khác đang chực chờ ở mức giá 530 đô la và chốt hạ bằng 192.2000 khi ETH đang thang máy xuống mức giá 442 đô. Đó chỉ là 3 mốc thanh lý lớn. Nếu trong viễn cảnh ác mộng, giá của ETH đô la thực sự về mốc 400 đô, cú margin call này sẽ đưa tổng tài sản 1.35 tỷ Biden, tương đương với khoảng 2 triệu đồng coin được bán thẳng ra market. Trong quá khứ, từng có một trường hợp khá giống viễn cảnh chúng ta đang hình dung. Vào tháng 6 năm 2022, một cá voi trên mạng lưới Solana đã đem khóa một lượng coin SON khổng lồ, 5.7 triệu SON, tương đương với 170 triệu USD vào nền tảng cho vay Solana, chiếm 95% tổng tài sản khóa của giao thức. Sau đó, anh chàng này đã vay ra 108 triệu USD, tương đương 88% giá trị tổng tài sản cho vay của nền tảng. Đúng thời gian này, giá SON lại cắm đầu, và nếu SON cắm xuống mốc 22.3 đô la, khoảng 20 triệu USD bằng SON sẽ được thanh lý để bảo toàn vốn cho Solana. Nếu lượng coin trên bán ra, hiệu ứng domino sẽ xảy đến và hàng loạt hợp đồng của người dùng khác sẽ bị thanh lý theo, tương tự với viễn cảnh ETH 400. Đương nhiên là không ai muốn điều này xảy ra. Do đó, một đề xuất đã được chính Solana đưa ra. Cụ thể, Solana muốn xin phép cộng đồng có thể thanh lý khoản vay này qua hình thức OTC, tránh làm ảnh hưởng giá trên thị trường. Đề xuất này đã được cộng đồng thông qua, nhưng may mắn thay, giá SON đã bật lên ngay sau đó và không có cú margin call nào cả. Các người xác thực, validator cũng là vấn đề đáng quan ngại. Validators là một phần quan trọng của mạng lưới. Họ là những người chịu trách nhiệm theo dõi các giao dịch, kiểm tra, xác thực và đưa chúng vào một khối. Hãy hình dung,
blockchain như một đại lộ và mỗi validator là một chốt kiểm tra. Nếu số lượng xe, các transactions vượt quá khả năng xử lý của lượng validator, chuyện gì sẽ xảy ra? Trước khi bước qua phiên bản 2.0, dù có đến hơn 400.000 validator, phí giao dịch gas fee của ETH đã có những thời điểm đạt cả $200-$300 cho một lệnh. Sau sự kiện The Merge, Ether chuyển mình qua giai đoạn 2.0. Gas fee đã giảm về mức khá dễ chịu ở khoảng $2. Ở những ngày thị trường có biến gần đây, phí giao dịch đã vượt ngưỡng $5 trở lại. Chưa cần hình dung đến viễn cảnh mọi validator trên Ether tắt điện. Chỉ cần 1/2 số đó bay màu, gas fee sẽ lại là rào cản để người dùng tiếp cận ETH hay thậm chí sẽ rời bỏ ETH. Tại sao? Để trở thành validator của Ethereum, bạn cần stake, khóa vào mạng lưới 32 đồng ETH, khoảng 41.000 Biden với giá 1K2 hiện tại. Và phần thưởng bạn sẽ nhận được là mức lãi suất 5, APR không tính lãi kép, dao động từ 5.3 đến 7.3%. Nếu giá ETH giảm mạnh, làm cho lượng tài sản bị khóa của người dùng và cả phần thưởng đều bị giảm theo. Tiền mất, vậy thì có lý do nào để bạn tiếp tục vị trí validator này nữa? Trong trường hợp xấu, có thể xảy ra trường hợp các validator đồng loạt rút khỏi mạng lưới. Nếu chuyện này xảy ra, ETH sẽ chết. Hơn thế, các dự án NFT lớn như Basie, CryptoBunks, Azuki đều được giao dịch trên ETH, neo giá theo ETH. Nếu giá ETH giảm, cũng sẽ làm cho giá trị của các NFT giảm đi phần nào trên thị trường giao dịch. Nhưng trên tất cả là vấn đề niềm tin. Ethereum và Vitalik đã là biểu tượng cho thị trường crypto. Nếu mất đi Ether, cộng đồng sẽ mất một thời gian rất lâu nữa mới có thể đặt thêm niềm tin vào thị trường này. Nếu như bạn nhớ, thị trường tiền điện tử bị điều khiển bởi những câu chuyện rất nhiều. Đồng nghĩa, hy vọng hay niềm tin là vật liệu cần thiết để làm cho bánh xe công nghệ phát triển. Nếu như một kẻ dẫn đầu như Ether gục ngã, chẳng biết được liệu crypto có còn cơ hội để đứng dậy hay không. Tương lai của Ethereum sẽ đi đến đâu? Tuy bài viết mang hơi hướng phút, nhưng mình vẫn tin tưởng về một tương lai sáng cho Vitalik và Ethereum. Những gì Ether đã làm, đang làm đã chứng minh Vitalik không hề đùa giỡn với roadmap anh đã đưa ra. Thậm chí, nhiều người đã cho rằng một ngày nào đó, ETH sẽ thay thế BTC để dẫn dắt thị trường crypto này. Thực tế, Ethereum đã từng có được quyền lực này vào những ngày trước sự kiện The Merge. Rất nhiều người đã đặt niềm tin vào ETH 2.0, hy vọng duy nhất của thị trường. Lúc đấy, ETH bay vọt lên mức $2,000, giúp cho thị trường có một cú hồi nhẹ. Bối cảnh chung của market có tác động lên mảng tài chính mạng lưới layer 1 lớn nhất này. Nhưng tài chính sẽ không phải là một vấn đề quá lớn với team ETH để phát triển. Một chỉ số tích cực khác là số lượng người dùng hàng ngày, Daily Active User, cũng tăng trưởng tích cực, thậm chí là tốt hơn nhiều so với các chain khác như Near, Polkadot, Avalanche. The Merge là sự kiện quan trọng của ETH không chỉ trong năm 2022 mà trong cả kế hoạch phát triển. Đây là sự kiện đánh dấu ETH thay đổi phương thức đồng thuận từ Proof of Work sang Proof of Stake. Nó dễ hiểu, để đào được ETH, trước đây các validator phải dùng phần cứng như các trại coin chuyên cày để nhận được phần thưởng. Đây chính là đào coin. Sau The Merge, phương thức đào phần cứng sẽ chuyển sang khóa token để trở thành validator. Người dùng cần khóa 32 ETH và nhận phần thưởng là lãi suất 5.3% đến 7.3% trên năm. Điều này đã làm giảm áp lực xả ETH ra thị trường khi mỗi tháng chỉ có khoảng 2.000 ETH được trả thưởng, khoảng 80% so với phiên bản Proof of Work cũ. Đồng thời, cơ chế đốt mới mang tên EIP-1559 đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình để đưa ETH trở thành một trong những token ít lạm phát nhất. Đồng thời, các giải pháp mở rộng mạng lưới cho Ethereum như Optimistic Stake Rollup hay Zero Knowledge Rollup cũng đang được nghiên cứu rất nhiều. Một vài Layer 2, mạng lưới mở rộng như Optimism, Arbitrum hay Zsync với lượng tổng tài sản được khóa lớn, dự án tốt và người dùng ổn định. Những ấy điều trên là đủ để mình đặt niềm tin vào Ethereum, Vitalik và đồng sự đang làm những điều tốt nhất có thể cho ETH. Những cập nhật tuy không mang vẻ hào nhoáng, nhưng là quan trọng và có tác động lên cả blockchain. Đối với mình, ngày mà Ethereum sập sẽ chính là ngày tàn của crypto.
Vào tháng 4 năm ngoái, ở tuổi 29, Sam Bankman-Fried xuất hiện trên bìa tạp chí Forbes với danh hiệu chàng trai 29 tuổi giàu nhất của đất. Tại thời điểm lên sóng của bài báo, Sam sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 22,5 tỷ đô. Trước đấy, có duy nhất một người trẻ giàu nhanh như vậy, đó là Mark Zuckerberg. Nhờ sàn giao dịch crypto lớn thứ 3 thế giới, FTX, quỹ giao dịch crypto Alameda Research và cơn sốt crypto toàn cầu mà Sam đã có thể hô mưa gọi gió trên thị trường tiền mã hóa, huy động được hàng triệu người tham gia canh bạc cũng như hàng tỷ đô tiền đầu tư từ khắp mọi ngả. Thế nhưng, hình tượng chàng hiệp sĩ trắng của crypto đã sụp đổ vào đầu tháng 11 vừa rồi khi tổng giá trị tài sản của anh lao dốc hơn 90% trong một ngày, còn FTX thì chính thức nộp đơn phá sản. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Sam và FTX? Điều gì đã biến anh từ một tượng đài thành tội đồ trong tích tắc? Liệu cú ngã ngựa này có được sắp đặt bởi một đối thủ của Sam? Và trên hết, vì sao đến giờ Sam vẫn chưa phải đối mặt với bất kỳ cáo trạng hay hình phạt nghiêm trọng nào? Tuy hiện tại, Sam thường được cộng đồng gọi với những từ ngữ không mấy dễ nghe. Nhưng nếu quay về hơn một tháng trước, Sam chắc chắn là thần tượng của không ít người trong thị trường tiền điện tử và có thể được mô tả là một tỷ phú trẻ đi lên từ crypto và là người trẻ nhất trong danh sách 100 người giàu nhất thế giới, là hiện thân của giấc mơ Mỹ. Hành trình đến với crypto của chàng trai tốt nghiệp MIT này bắt đầu vào năm 2017, mùa tăng trưởng ấn tượng đầu tiên của Bitcoin và những người bạn. Với kinh nghiệm có được ở vai trò tư vấn chiến lược mua bán sản phẩm tài chính chênh lệch giá tại Jane Street Capital. Năm 2017, Bitcoin tăng phi mã, làm thị trường tiền điện tử toàn cầu trở nên sống động. Lúc này, giữa các sàn giao dịch Bitcoin đã xảy ra sự chênh lệch giá. Nhận thấy giá của Bitcoin ở các sàn của Nhật Bản có giá cao hơn ở Mỹ khoảng 10%, Sam đã nhanh trí buôn lậu một ít Bitcoin sang Nhật để giao dịch ở thị trường này. Có lẽ đây là lúc Sam bắt đầu nhận ra tiềm năng từ thị trường tiền điện tử trong những năm tới đây. Nếu có gì đáng chú ý ở phần này, hãy ghi nhớ hành động buôn lậu của Sam. Vì điều này chứng tỏ rằng Sam có tư duy của một trader chứ không phải là của một nhà đầu tư. Điều này sẽ giải thích cho sự kiện về anh xảy đến gần đây. Vào tháng 11 năm 2017, quỹ giao dịch Alameda Research chính thức được thành lập. Sam vẫn giữ nguyên tư duy của một trader và mang nó vào Alameda. Có những tin đồn cho rằng Alameda đã kiếm được khoảng 1 triệu đô mỗi ngày vào thời điểm này thông qua việc trading hay mua bán ngắn hạn. Với những người chơi hệ crypto, nếu các bạn để ý về các dự án có sự góp mặt của Alameda Research, sẽ không khó để bạn nhận thấy sở thích trading luôn hiện rõ trong biểu đồ giá của các dự án này. Alameda sẽ thường dìm giá token xuống thật sâu và lâu, làm cho những người mới gia nhập thị trường và những người có tâm lý yếu cảm thấy chán nản mà bán đi. Sau đó, Alameda mới bắt đầu quá trình bơm thổi, làm giá của token này bay mút chỉ. Alameda hay Sam chính là người đứng sau sự thành công của hệ sinh thái Solana trong giai đoạn tăng giá trước. Sam đã không ngần ngại đứng ra để quảng bá token Sol vào đầu năm 2021. Vào cuối năm, Sam và Alameda đã lái con tàu Sol này chạm mốc 260 đô, tức là nhân 260 lần từ đáy 1 đô và nhân 87 lần từ thời điểm Sam lên tweet. Sàn giao dịch FTX được Sam lập ra 2 năm sau đó, vào tháng 5 năm 2017. Khi ra mắt, FTX được gán nhãn là sàn xây dựng bởi trader, dành cho trader. Lúc đầu, Sam định hướng FTX sẽ chuyên dành cho việc giao dịch các hợp đồng tương lai. Nhưng theo thời gian, FTX đã trở thành một sàn crypto mang đầy đủ tính năng và nhiều loại thị trường. Thời điểm này, FTX tiềm năng tới mức thu hút được đầu tư từ sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới là Binance. Vấn đề lớn nhất mà FTX gặp phải ở thời gian đầu là thanh khoản. Một sàn giao dịch phải có được thanh khoản đủ lớn thì mới thu hút được người dùng. Thanh khoản chính là yếu tố quan trọng để quyết định chất lượng của sàn giao dịch. May mắn thay, Sam đã có Alameda là câu trả lời. Sam sử dụng vốn của Alameda để làm thanh khoản cho sàn FTX vào những ngày đầu tiên. Từ đó, giúp FTX có đà tăng trưởng, trở thành sàn giao dịch crypto top đầu trên thế giới chỉ sau một vài năm hoạt động. Nếu xét trên giấy tờ, Alameda là người cung cấp thanh khoản cho FTX, nhưng ẩn sâu trong đó là một mưu hèn kế bẩn khác của Sam. Vào ngày 6 tháng 11 mới đây, CZ, giám đốc của Binance, đã đăng tweet thông báo rằng Binance sẽ bán hết số token FTT mà họ đang nắm giữ ra thị trường. Đây là lượng token Binance có được từ khoản đầu tư sớm vào sàn FTX. Về cơ bản, Binance đã quyết định thoái vốn khỏi FTX. Dòng tweet này được xem là phát súng khai màn cho cuộc chiến giữa Sam và CZ.
CZ nói rằng hành động bán ra token FTT của mình là cách để Binance quản lý rủi ro sau khi rút kinh nghiệm từ vụ việc Luna Terra hồi đầu năm. Nhưng điều đáng nói ở đây là CZ đã có thể chọn hướng OTC, có thể hiểu nôm na là giao dịch qua tay, không qua thị trường. Đây là kiểu giao dịch thường được các quỹ, dự án dùng để thoái vốn đầu tư nhằm không ảnh hưởng đến giá trên thị trường. Thế nhưng CZ đã chọn cách khác, dễ hơn và nhiều đau thương hơn, đó là bán thẳng token FTT ra ngoài thị trường. Đến đây thì thực chất mọi chuyện vốn không đơn giản đến thế. Drama của Sam hóa ra đã bắt nguồn từ vài năm trước. Vào tháng 11 năm 2018 cho đến tháng 1 năm 2019, Alameda đã gọi vốn từ các nhà đầu tư với cam kết trong mơ rằng lợi nhuận cao và không có rủi ro. Không có bất kỳ tài liệu nào cho biết Alameda đã được bao nhiêu nhà đầu tư tin tưởng hay số vốn mà nó kêu gọi được là bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu nhìn lại tweet của Zusu khi anh nghi vấn về độ uy tín của Alameda, không ít người lại bày tỏ sự ủng hộ quỹ này vào thời điểm đó. Zusu khá thú vị khi là đồng sáng lập và giám đốc quỹ đầu tư 3 Arrow, nhân vật quan trọng trong một vụ bê bối khác của thị trường crypto thời gian gần đây. Vào tháng 7, tháng 8 năm 2019, FTX thành lập và kêu gọi được 8 triệu đô ở vòng seed, cột mốc thứ 2 trên chặng đường gọi vốn của một công ty. Bây giờ, nhiều người đã bắt đầu đặt nghi vấn lên Sam. Cụ thể, anh sẽ san sẻ sự quan tâm của mình cho hai đứa con như thế nào, nhất là với xuất thân trader. Cũng trong khoảng thời gian này, một vài người tung ra thuyết âm mưu về mục đích thật sự của sàn FTX. Khi mà việc kêu gọi vốn trực tiếp của Alameda đang dần khó khăn, thì với vỏ bọc là một sàn giao dịch, FTX có thể đóng vai là nơi an toàn để người dùng nắm giữ tài sản. Nên nhớ, Alameda lúc này vẫn đóng vai trò là người cung cấp thanh khoản chính cho FTX, tức là Alameda luôn ở rất gần với nguồn tiền của FTX. Liệu Alameda có sẵn tay rút một ít tiền của người dùng để đem đi trade kiếm lợi nhuận? Đến giữa tháng 9 cùng năm, CZ thông báo rằng nền tảng hợp đồng tương lai của Binance đã bị tấn công với mục đích thanh lý các hợp đồng của người dùng. Sau khi điều tra, kẻ tấn công được xác định là đến từ một sàn giao dịch hợp đồng tương lai nhỏ khác. Tuy không nêu đích danh, nhưng tất cả đều biết rằng đó là Sam. Cần biết rằng, vị thế của Binance lúc này vẫn chưa lớn như thời điểm hiện tại. Có lẽ, Sam đã sớm nhận ra Binance sẽ là đối thủ lớn cho mảng hợp đồng tương lai của mình trong thời gian tới. Bởi vậy, Sam mới quyết định tiêu diệt kẻ địch của mình từ thời điểm này bằng cách phá chart. Thông thường, các sàn giao dịch crypto bắt buộc phải có biểu đồ giao dịch spot, mua bán thông thường giống nhau. Nhưng chart của việc giao dịch các hợp đồng tương lai giữa các sàn lại có thể rất khác nhau. Nếu Binance Future xảy ra một cú xả hàng, chắc chắn sẽ có rất nhiều hợp đồng của user bị thanh lý. Và tất nhiên là CZ sẽ phải hứng mũi chịu giáo. Rất có thể, đây là mục đích chính của Sam, để sau cùng, người dùng sẽ rời bỏ Binance và đến với FTX. Nhưng mỗi FTX là chưa đủ đối với Sam và Alameda Research. Sam bắt đầu sử dụng đến một thứ ma rào hơn, đó là đòn bẩy. Vào giữa cái mà người ta gọi là DeFi Summer vào năm 2020, Sam và những người bạn đã tạo ra dự án Serum, một sàn giao dịch phi tập trung phát triển trên blockchain Solana. Trên giấy tờ, FTX và Alameda là partner của sàn giao dịch này. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng chính người của Sam đã đứng sau và phát triển nó. Song, sự hiện diện của Serum chỉ là phụ, cái Sam muốn nhắm đến là token của Serum, SRM. Sam cố gắng đưa token SRM lên sàn sớm nhất có thể, nhưng với một lượng cung lưu hành nhỏ. Giả sử, Serum có tổng cộng 10.000 token SRM, nhưng 99% đã bị khóa và chỉ có 1% SRM được mua đi bán lại trên thị trường. Đến đây, câu hỏi mà những người bình thường như chúng ta cần phải đặt ra là Sam làm vậy để làm gì? Với một lượng cung lưu hành nhỏ, giá của token sẽ dễ bị thao túng hơn. Quay trở lại ví dụ về token SRM nói trên, nếu giá của SRM ban đầu là 1 đô, thì tổng vốn hóa, tính cả phần bị khóa, của Serum đang có giá trị khoảng 10.000 đô. Nếu Sam và Alameda chịu bỏ ra vài trăm nghìn USD, đẩy giá của SRM lên mức 100 đô, vậy chả phải Serum đã có giá trị lên tới cả triệu đô rồi hay sao? Không chỉ Serum, mà Alameda hay Sam còn áp dụng thủ thuật này với nhiều dự án khác trên Solana. Từ đó, Alameda Research đã có một bảng cân đối kế toán tuyệt đẹp có thể dùng để đi vay thêm tiền. Đây quả là một chiến lược thiên tài, nhất là đối với những chuyên gia đa cấp, phải không các bạn? Nhưng, vốn các loại tài sản trên mà Alameda mang đi cầm cố chả khác nào những quả bong bóng được thổi phồng. Cộng thêm việc sử dụng đòn bẩy quá đà và thế chấp quá lớn, nên khi thị trường đi xuống, Alameda đã phải trộm tiền từ người dùng FTX để cứu lấy mình khỏi tình huống bị thanh lý tài sản thế chấp. Về cơ bản là họ đã lấy tiền chỗ này và đập vào chỗ nọ, và đây cũng là lúc cái kim trong bọc bắt đầu lòi ra. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có báo cáo chính xác về số tiền thiệt hại mà FTX đã gây ra. Nhưng ta có một vài con số như FTX đang gánh khoản nợ ít nhất là 3 tỷ đô theo thông tin từ đơn đề nghị phá sản của công ty. Trong đó, có ít nhất 1 tỷ đô là khoản tiền của người dùng để trên sàn.
Ngoài ra, tài sản ròng của Sam cũng đã giảm về không ngay khi FTX nộp đơn phá sản theo chương 11 trong luật phá sản của Mỹ. Trong thời điểm này, FTX vẫn đang được phép hoạt động để xử lý nốt đống hỗn độn mà mình tạo ra. Cư dân mạng thường so sánh FTX với bê bối của gã khổng lồ ngành năng lượng Enron những năm 2000 mà YouTuber Duy Thành Nguyễn đã làm video. Điểm chung của cả hai chính là sự gian dối trong các bản báo cáo tài chính của họ. Mới đây, cả hai đã có thêm một điểm chung nữa khi vị CEO mới của FTX là John Gray III, người đã từng xử lý hậu quả của Enron, được bổ nhiệm để dọn dẹp những gì sót lại từ Sam. Sau khi kiểm tra, John đã phát biểu rằng: "Xuyên suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ phải chứng kiến sự thất bại toàn tập trong lối vận hành và sự thiếu vắng hoàn toàn của những thông tin tài chính đáng tin cậy như ở đây." Vậy thì Sam đã che giấu bê bối này như thế nào? Khi thấy Sam, Alameda hay FTX nổi lên như một thế lực chỉ trong thời gian ngắn như vậy, không ít người đã nghi ngờ về độ minh bạch của Sam. Song đó chỉ là số ít. Sam rất biết cách để truyền thông, để quảng bá, gia tăng mức độ tin tưởng của người dùng đối với FTX hay Alameda qua nhiều nước đi khôn khéo khác nhau. Đầu tiên, FTX đã đổi tên sân vận động của đội bóng rổ Miami Heat thành FTX Arena. Tiếp đến, Sam trở thành nhà hỗ trợ lớn thứ hai cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden vài năm trước. Thậm chí, anh chàng này còn ngỏ ý muốn tham gia thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk. Thế nhưng, núi cao thì còn có núi cao hơn. Elon Musk đã nghi ngờ ví tiền của Sam. Đầu năm nay, FTX tiếp tục vòng gọi vốn Series C với số tiền 400 triệu đô để nâng giá trị công ty chạm ngưỡng 32 tỷ đô. Để chắc cú hơn, Sam còn liên tục lên tiếng ủng hộ bộ khung pháp lý cho crypto. Nếu các bạn đang tự hỏi vì sao và làm thế nào mà Sam có thể mạnh miệng về các vấn đề liên quan đến chính trị, pháp lý như vậy, thì mình có câu trả lời đây. Gia thế của Sam không phải dạng vừa. Gia đình của anh có những mối quan hệ gần kề với giới chính trị, quan chức của đất nước cờ hoa. Mẹ của Sam là bà Barbara Fried, giáo sư tại trường đại học Stanford và là một thành viên đấu tranh tích cực trong quá trình tranh cử của Đảng Dân Chủ. Bố của Sam là ông Joseph Bankman, cũng là giáo sư tại Stanford và làm việc tại IRS, một chuyên ban về thuế vụ của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Thân thế của Caroline, CEO của Alameda cũng không kém gì Sam. Bố của Caroline là ông Glenn Ellison, trưởng khoa kinh tế của Đại học MIT. Và tình cờ thay, chủ tịch của SEC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, cũng là giáo viên khoa kinh tế tại MIT. Ngoài ra, FTX và Goldman Sachs cũng có những sự liên quan nhất định khi cả hai đã hỗ trợ nhau trong việc xây dựng lên một bộ khung pháp lý cho thị trường crypto. Có lẽ chính nhờ vào lớp bùa hộ mệnh này mà Sam mới có thể đứng vững đến thời điểm hiện tại, cho đến khi bị CZ vạch trần. Trụ sở chính của FTX là ở thành phố Nassau, Bahamas, một quốc đảo tại vùng biển Caribe. Đây cũng là nơi mà Sam và những người bạn đang cư ngụ. Dẫu có vài thông tin nói rằng Sam đang bị dẫn độ về Mỹ để xét xử nhưng vẫn chưa được xác thực. Hiện tại, có Chúa mới biết Sam đang ở đâu, mặc dù anh vẫn hay ngoi lên để tweet và rồi ăn chửi similar. Có một giả thuyết cho rằng Sam sẽ không phải ngồi tù vì anh đã mở rút tiền cho chi nhánh FTX ở Mỹ. Nhìn sang một tội đồ khác là Do Kwon, chủ mưu vụ Luna hồi đầu năm. Dù bị Interpol đăng tin truy nã quốc tế, nhưng Do Kwon vẫn lên Twitter livestream nói cười. Có khi nào Sam sẽ là một trường hợp thứ hai? Theo mình, thì đế chế của Sam với FTX hay Alameda đã chính thức lụi tàn. Tất cả những gì mà Sam để lại là một khoản nợ khổng lồ mà các đồng nghiệp đang phải tìm cách gỡ bỏ. Tuy nhiên, để mà nói xem liệu Sam còn dính líu đến thị trường crypto hay không thì chúng ta khó mà biết được. Crypto vốn không yêu cầu sự công khai nhân sự dự án. Thế nên trong tương lai, Sam vẫn hoàn toàn có thể âm thầm đứng sau một dự án khác. Hãy nhìn vào Arbitrum mà xem, đây là một dự án được xây dựng trên Ethereum. Dù đứng trong top 5 về tổng tài sản được khóa trên blockchain, nhưng hầu hết dự án trên RB đều được ẩn danh. Ngoài ra, cộng đồng khi phải đối diện với một luồng tin tức quá nhiều như trong crypto thường lại rất mau quên những gì đã xảy ra. Vậy nếu như trong tương lai, ta bắt gặp một quỹ đầu tư mạo hiểm mới nổi, nhiều tiền, làm marketing rầm rộ, lại có quan hệ chặt chẽ với một sàn giao dịch, bạn có thể hình dung rằng ai là người đứng sau nó rồi đấy. Yếu tố ẩn danh và mã hóa trở nên vô cùng quan trọng khi nói về tiền điện tử. Với crypto, sự ẩn danh đóng vai trò như gam màu chính của bức tranh, là biểu tượng thiêng liêng và là niềm tin cốt lõi của cộng đồng. Tuy nhiên, mới đây HBO đã công bố bộ phim tài liệu có tên Money Electric: The Bitcoin Mystery vào đầu tháng 10 năm 2024 vừa qua, với nội dung nhằm vén màn bí ẩn về danh tính của nhân vật Satoshi Nakamoto, người được coi là cha đẻ của Bitcoin và khởi đầu kỷ nguyên của tiền điện tử. Satoshi, đúng như văn hóa của crypto, là một nhân vật bí ẩn, không ai biết rõ ông là ai, là một cá nhân hay một nhóm người.
thông báo của HBO đã dấy lên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng những người quan tâm tới crypto. Nhiều cuộc thảo luận về chủ đề này lại một lần nữa xuất hiện khắp nơi trên Internet. Nếu Satoshi còn sống, khối tài sản bằng 9% tổng nguồn cung Bitcoin với trị giá hơn 64 tỷ đô la của ông sẽ ra sao? Nghiêm trọng hơn, nếu danh tính của Satoshi bị lộ, đó sẽ là sự xúc phạm tới văn hóa phi tập trung mà crypto đã xây dựng trong hơn một thập kỷ qua, là lời tuyên bố cho sự thất bại trong cuộc chiến với các hệ thống tập trung truyền thống hiện tại. Những manh mối cuối cùng về Satoshi. Không phải bàn cãi, Satoshi Nakamoto không chỉ là một nhà tư tưởng vĩ đại mà còn là một nhà cách mạng vĩ đại. Để có thể xây dựng lên Bitcoin, ông phải có hiểu biết sâu sắc về kinh tế và là một lập trình viên tài năng. Tuy nhiên, ta còn biết thêm những thông tin gì khác về ông hay không? Trong suốt thời gian tham gia vào quá trình tạo lập Bitcoin, Satoshi luôn cố gắng bảo vệ danh tính của mình, có lẽ vì ông lo ngại việc thu hút sự chú ý từ các chính phủ hoặc tội phạm, nhưng cũng có thể bởi vì ông không muốn bản thân mình trở nên nổi tiếng hơn chính dự án Bitcoin. Do đó, trong các bài đăng trên diễn đàn và email gửi đến các nhà phát triển khác, ông không để lại bất kỳ thông tin cá nhân nào. Dù vậy, một số manh mối nhỏ vẫn giúp chúng ta có cái nhìn thoáng qua về con người ông. Đầu tiên, dù mang tên Nakamoto, ông gần như chắc chắn không phải là người Nhật. Khả năng sử dụng tiếng Anh cho thấy ông có thể là người bản ngữ, và phân tích thời gian các bài đăng của ông trên diễn đàn Bitcoin Talk cho thấy ông sống ở châu Âu hoặc bờ đông nước Mỹ. Tại sao ông lại chọn hoạt động dưới cái tên Nhật Bản này vẫn là một phần của bí ẩn, nhưng cái tên Satoshi mang một ý nghĩa nhất định. Trong tiếng Nhật, Satoshi là một tên gọi nam giới mang nghĩa suy nghĩ sáng suốt, khôn ngoan và thông minh. Trong khi đó, Nakamoto có nghĩa là người sống ở giữa. Ghép lại, ta có một tên phù hợp với người sáng lập hệ thống tiền điện tử phi tập trung, một hệ thống có tham vọng thay thế vai trò trung gian của các ngân hàng và tổ chức tài chính bất tín hiện tại. Có nhiều cuộc tranh luận về việc Satoshi Nakamoto có phải là một người hay một nhóm người, nhưng không có sự đồng thuận rõ ràng. Khối lượng công việc, thời gian các bài đăng và sự pha trộn giữa tiếng Anh và Anh Mỹ thuần thục có thể cho thấy đây là một nhóm người. Tuy nhiên, không điều gì loại trừ khả năng Satoshi là một cá nhân làm việc hết sức hăng say, thường xuyên thức khuya và có thể ông sử dụng thành thạo tiếng Anh Mỹ lẫn Anh trong công việc và cuộc sống cá nhân. Lập luận chính chống lại việc Satoshi là một nhóm là sự kiên nhẫn giữ bí mật trong suốt những năm qua. Đối với một cá nhân, việc kiên định duy trì ẩn danh và không động đến 1,1 triệu Bitcoin mà Satoshi đã khai thác vào năm 2009 là điều khó khăn. Nhưng đối với một nhóm, bài toán này còn khó khăn hơn gấp bội. Nếu lượng Bitcoin đó được quy đổi ra tiền mặt, Satoshi sẽ nắm trong tay hơn 64 tỷ đô, một số tiền khổng lồ để khơi dậy lòng tham trong bất kỳ cá nhân nào. Vậy, giả sử Satoshi chỉ là một người, câu hỏi tiếp theo là liệu ông còn sống hay đã chết? Lần cuối cùng Satoshi liên lạc với các nhà phát triển Bitcoin là vào tháng 4 năm 2011, 2 tháng sau khi Bitcoin lần đầu tiên đạt mức giá ngang với đồng đô la Mỹ. Ông thông báo rằng mình đã chuyển sang các dự án khác và sau đó biến mất. Thật khó hiểu khi nghĩ rằng có dự án nào khác quan trọng hơn Bitcoin đối với Satoshi, trừ khi có thể ông đang đối mặt với vấn đề sức khỏe. Vào tháng 3 năm 2014, cộng đồng crypto xôn xao trước một thông điệp ngắn trên trang web P2P Foundation với nội dung "Tôi không phải là Dorian Nakamoto". Đây dường như là phản hồi trước bài báo của tạp chí Newsweek cho rằng Dorian Nakamoto, một người Mỹ gốc Nhật sống ở California, là người sáng lập Bitcoin. Nhìn lại toàn bộ diễn biến của sự việc, nếu Satoshi đã qua đời, điều này có thể giải thích tại sao lượng Bitcoin ban đầu của ông vẫn chưa bị động đến. Mặt khác, có thể ông đã sở hữu Bitcoin dưới tên thật của mình và trở nên giàu có, không cần quy đổi lượng Bitcoin cũ. Hoặc cũng có khả năng ông đã quên mất khóa ví điện tử của mình. Hoặc đơn giản là ông không quan tâm đến tiền bạc ngay từ đầu. Điều này có vẻ khó hiểu đối với một người đã sáng tạo ra một hệ thống tiền điện tử. Nhưng bỏ qua tất cả các lý do chủ quan, tính tò mò của con người vẫn luôn trỗi dậy một cách cồn cào mỗi khi đứng trước một bí ẩn chưa ai giải đáp được. Danh tính của Satoshi Nakamoto ngày càng trở thành một chủ đề hấp dẫn, đặc biệt khi giá trị của Bitcoin không ngừng tăng và nhận được sự công nhận rộng rãi. Vì vậy, hãy cùng đội chiếc mũ thám tử, khoác lên mình bộ suit chỉn chu và làm một ly cà phê để giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, chuẩn bị bắt đầu hành trình khám phá những giả thuyết và lời đồn đại xoay quanh danh tính thật sự của người sáng lập Bitcoin nhé. Đầu tiên, hãy cùng xem bộ phim tài liệu của HBO đã đưa ra những lập luận gì về Satoshi và liệu nhà đài này có thực sự vén màn bí mật, vạch trần ai là Satoshi Nakamoto hay không nhé. HBO và trò chơi đoán danh tính, họ đã chỉ điểm ai? Thông báo ra mắt bộ phim Money Electric: The Bitcoin Mystery
đã làm rúng động cộng đồng ủng hộ Bitcoin và tiền điện tử toàn cầu, thu hút cả sự chú ý của những người tò mò về danh tính thật sự của Satoshi Nakamoto. Tuy nhiên, bộ phim từ HBO hóa ra lại là một sự thất vọng không thể bào chữa. Trong bộ phim, HBO đưa ra giả thuyết rằng Peter Todd, một nhà mật mã học người Canada, có thể chính là Satoshi Nakamoto. Todd được giới thiệu là một chuyên gia lập trình và đã tham gia vào giai đoạn đầu phát triển Bitcoin. Nhưng tất cả những gì HBO làm chỉ dừng lại ở đó. Phần còn lại của bộ phim là những cuộc trò chuyện dài lê thê về Tổng thống El Salvador, Nayib Bukele, người được mô tả như một nhà tiên tri vì đã mua Bitcoin từ sớm, mặc dù không hẳn là quá sớm. Cuối cùng, bộ phim của HBO đã đề cập đến việc Bitcoin hỗ trợ Silk Road và các hoạt động tội phạm như thế nào. Phản ứng của cộng đồng sau khi xem bộ phim rất tiêu cực, không chỉ vì sự thiếu hụt thông tin mà còn vì HBO đã đưa ra những chi tiết sai lệch. Ví dụ, Todd và Satoshi từng có những bất đồng sâu sắc về nhiều vấn đề cốt lõi của Bitcoin trên diễn đàn Bitcoin Talk, khiến giả thuyết cho rằng Todd là Satoshi trở nên khó tin. Thêm vào đó, Todd cũng có mâu thuẫn với Gavin Anderson, người được Satoshi tin tưởng giao quyền phát triển Bitcoin trước khi ông biến mất, làm cho lý thuyết này càng trở nên thiếu thuyết phục hơn. Tóm lại, khả năng Peter Todd là Satoshi Nakamoto gần như không thể. Trên thực tế, ngay từ khi HBO công bố teaser bộ phim, cộng đồng crypto đã đặt niềm tin của họ vào một cái tên khác, một nhân vật có nhiều nét tương đồng hơn với hình tượng của Satoshi, đó chính là Len Sassaman. Len Sassaman, Satoshi của cộng đồng. Lúc này, hãy để mọi ánh đèn sân khấu bắt đầu chiếu rọi lên Len Sassaman. Nhưng trước khi tìm hiểu tại sao ông lại trở thành một trong những ứng cử viên tiềm năng cho danh tính của Satoshi Nakamoto, hãy cùng điểm qua một số thông tin về con người này. Len Sassaman là một thần đồng trong lĩnh vực mật mã học. Ông theo học tại trường tư The Hill School ở bang Pennsylvania, Mỹ. Và dù sống ở một thị trấn nhỏ, khi mới 18 tuổi, Sassaman đã tham gia Internet Engineering Task Force, nhóm chịu trách nhiệm phát triển giao thức TCP/IP, giao thức có vai trò như xương sống của Internet và sau này là mạng lưới Bitcoin. Từ khi còn ở độ tuổi thiếu niên, Sassaman đã dấn thân vào cộng đồng Cypherpunks tại San Francisco, một phong trào bảo mật máy tính xuất hiện từ cuối những năm 1980 tại Mỹ. Ông đã có cơ hội nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của David Chaum, người thường được gọi là cha đẻ của mật mã học hiện đại. Sassaman từng tham gia vào các dự án quan trọng như phần mềm Pretty Good Privacy, PGP và bản cập nhật của nó, GNU Privacy Guard, một phần mềm mã hóa phổ biến được sử dụng để bảo vệ dữ liệu và đảm bảo tính riêng tư trong email và các tệp tin. Khi giới thiệu Bitcoin, Satoshi Nakamoto đã nói rằng ông hy vọng Bitcoin có thể cải biến tiền tệ giống như những gì kỹ thuật mật mã hóa, ví dụ như Pretty Good Privacy, đã tác động mạnh mẽ đến việc bảo mật tệp tin. Tương tự như vấn đề bảo mật trong các hệ thống máy tính chia sẻ trước đây, việc thiếu mã hóa mạnh mẽ đã khiến người dùng phải dựa vào sự bảo vệ bằng mật khẩu. Sau đó, kỹ thuật mã hóa tiên tiến trở nên phổ biến và niềm tin vào hệ thống trung gian không còn là điều bắt buộc. Satoshi đã nhấn mạnh, đã đến lúc chúng ta cần làm điều tương tự cho hệ thống tiền tệ. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, Sassaman từ lâu đã phải đấu tranh với chứng trầm cảm. Ngày 3 tháng 7 năm 2011, ông qua đời do tự tử ở tuổi 31. Sau cái chết của ông, một lời tri ân đã được mã hóa vào block 138.725 của blockchain Bitcoin với nội dung một người bạn, một linh hồn nhân hậu và một kẻ mưu mô khôn khéo. Liệu Len Sassaman có phải là Satoshi Nakamoto? Giả thuyết rằng Sassaman có thể là Satoshi Nakamoto được cộng đồng khơi dậy phần lớn nhờ vào trình tự thời gian diễn ra các sự kiện. Ngày 23 tháng 4 năm 2011, chỉ 2 tháng trước khi Sassaman qua đời, Satoshi Nakamoto đã gửi email cuối cùng đến cộng đồng phát triển Bitcoin. Trong đó ông nói rằng mình đã chuyển sang những dự án khác. Sau email đó, Satoshi biến mất mà không để lại bất kỳ lời giải thích nào thêm. Thời điểm Satoshi biến mất trùng khớp một cách đáng ngờ với cái chết của Sassaman, tạo ra làn sóng đồn đoán rằng Satoshi chính là Sassaman. Không chỉ vậy, mối quan hệ làm việc giữa Sassaman và Hal Finney, một ứng viên tiềm năng khác cho danh tính của Satoshi, cũng là một yếu tố khiến cộng đồng càng tin vào giả thuyết này. Theo một bài viết của Evan Hatch, Sassaman đã làm việc cùng Finney trong dự án Pretty Good Privacy tại công ty Network Associates. Finney không chỉ là một trong những người đầu tiên đóng góp mã cho Bitcoin, mà còn là người đầu tiên chạy một nốt và nhận được giao dịch Bitcoin từ Satoshi. Cả Finney và Sassaman đều là những chuyên gia về công nghệ Remailer, một công nghệ tiền thân cho Bitcoin và được phát triển bởi David Chaum. Điều này càng làm tăng thêm giả thuyết rằng Sassaman
có thể chính là Satoshi. Một dự án quan trọng khác của Sassaman là Pynchon Gate, một hệ thống phát triển từ công nghệ Remailer, cho phép thu thập thông tin ẩn danh qua các nốt. Trong quá trình phát triển dự án này, Sassaman đã tập trung vào việc giải quyết vấn đề Byzantine Fault, một vấn đề then chốt đối với mạng ngang hàng P2P, liên quan đến việc đạt đồng thuận ngay cả khi có thành phần gửi thông tin sai lệch. Đáng lưu ý, Byzantine Fault là vấn đề nan giải, duy chỉ có đáp án khi Satoshi giới thiệu hệ thống kế toán 3 lớp, Triple Entry Accounting, để giải quyết vấn đề này bằng công nghệ blockchain. Ngoài ra, vị trí địa lý của Sassaman trong thời gian Bitcoin được phát triển cũng càng làm tăng thêm sự nghi ngờ. Ông sống ở Bỉ vào thời điểm Bitcoin ra đời. Các bài viết của Satoshi có rất nhiều từ vựng đặc trưng của tiếng Anh như Bloody Difficult, Flat, Maths hay Grey. Thêm vào đó, khối gốc của Bitcoin chứa tiêu đề từ tờ báo The Times, một tờ báo chỉ phát hành tại Anh và châu Âu, càng củng cố thêm giả thuyết này. Với tất cả những manh mối này, liệu Len Sassaman có thể chính là Satoshi Nakamoto? Dù câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận rằng Sassaman là một trong những ứng cử viên có sức thuyết phục nhất mà cộng đồng tiền mã hóa đã đặt ra. Nhưng trong số rất nhiều lý do khiến cộng đồng tin rằng Len Sassaman có thể là Satoshi Nakamoto, một điểm cốt lõi khiến ông thực sự phù hợp với cái bóng của Satoshi lại nằm ở chính chuyên môn của ông. Sassaman đã làm việc tại một nhóm nghiên cứu bảo mật máy tính và mật mã công nghiệp ở Bỉ cho đến khi qua đời vào năm 2011. Trong thời gian đó, ông đã tích lũy được 45 công trình nghiên cứu và đảm nhận 20 vị trí trong các ủy ban hội nghị quốc tế. Nghiên cứu của Len tập trung vào việc phát triển các giao thức bảo mật nâng cao có ứng dụng thực tế với mã nguồn đã hoạt động. Lại nói về dự án chính của ông, Pynchon Gate, công nghệ cho phép thu thập thông tin ẩn danh thông qua mạng lưới các nốt phân tán mà không cần đến bên thứ ba đáng tin cậy. Công việc này có liên hệ mật thiết với Bitcoin. Việc giải quyết vấn đề này là yếu tố cần thiết để tạo ra một hệ thống tiền mã hóa phi tập trung và an toàn, một vấn đề mà sau đó Satoshi Nakamoto đã giải quyết thành công thông qua công nghệ blockchain. 7 tháng trước khi Bitcoin được ra mắt, Len đã đăng trên blog cá nhân rằng ông sắp triển khai một giao thức giải quyết vấn đề Byzantine sau nhiều năm nghiên cứu. Tuy nhiên không có dự án nào được phát hành dưới tên thật của ông, điều này dẫn đến hai giả thuyết. Giả thuyết 1, nhiều năm nghiên cứu của Len đã bị bỏ lại dở dang. Giả thuyết 2, công trình của ông đã được phát hành dưới bút danh Satoshi Nakamoto. Trong quá trình phát triển Bitcoin từ năm 2008 đến 2010, Len cũng ngày càng hoạt động tích cực trong lĩnh vực mật mã học tài chính. Ông tham gia với Hiệp hội Mật mã Tài chính Quốc tế và đã thuyết trình tại các hội nghị Financial Cryptography and Data, nơi ông cũng đảm nhận một ghế trong ủy ban tổ chức. Hội nghị này được thành lập bởi Robert Hettinger, một người ủng hộ nổi bật cho tiền điện tử. Nhưng bên cạnh Len, còn có một nhân vật hết sức thú vị khác. Hal Finney, kẻ tiên phong hay Satoshi giấu mặt? Tương tự như Len, Hal Finney cũng là người được cộng đồng đồn đoán rằng ông chính là Satoshi. Hal Finney là một nhà khoa học máy tính tốt nghiệp từ Caltech vào năm 1979, nơi ông được bạn bè bình chọn là người thông minh nhất. Ngay từ năm nhất đại học, ông đã tham gia các khóa học về lý thuyết trường hấp dẫn vốn chỉ dành cho sinh viên cao học, minh chứng cho trí tuệ vượt trội của mình, một điều hoàn toàn phù hợp với Satoshi, người đã tạo ra công trình Bitcoin hết sức phức tạp. Tại Network Associates, Len đã làm việc cùng Hal Finney trong dự án Pretty Good Privacy và mối quan hệ giữa họ đã được xác nhận là bạn bè. Một cách đặc biệt thay, Finney cũng là người đóng góp sớm nhất và quan trọng nhất cho Bitcoin sau Satoshi. Finney là người đầu tiên ngoài Satoshi đóng góp cho mã nguồn của Bitcoin và chạy một nốt Bitcoin. Finney là người nhận giao dịch Bitcoin đầu tiên do chính Satoshi gửi. Finney đã phát minh ra khái niệm Reusable Proofs of Work, nguyên lý cơ bản mà quá trình khai thác Bitcoin dựa vào. Satoshi đã trao đổi rất nhiều với Finney, thậm chí còn thể hiện sự tôn trọng sâu sắc với ông trong một trong những bài viết cuối cùng. Những bằng chứng trên có thể là chất keo để củng cố thêm giả thuyết rằng Len Sassaman có thể là Satoshi. Nhưng mặt khác, nó lại khơi dậy niềm tin rằng Hal Finney có thể là ứng viên hàng đầu cho danh tính này. Tuy nhiên, vì cộng đồng đã chứng kiến những cuộc trao đổi email của Satoshi và Finney, giả thuyết này cũng đòi hỏi rằng Finney đã phải giả mạo những cuộc nói chuyện trên. Một điều không mấy hợp lý khi Finney vẫn tiếp tục làm việc với Bitcoin ngay cả sau khi Satoshi rút lui vào năm 2011. Nhưng đó không phải là tất cả manh mối ta có về Hal. Khi Satoshi đăng tải white paper về Bitcoin lên mailing list, ông nhận được 3 phản hồi. 2 trong số đó là tiêu cực, nhưng phản hồi thứ 3 hoàn toàn mang tính khích lệ và nó đã giúp Bitcoin nhận được sự ủng hộ ban đầu. Người đăng tải phản hồi tích cực đó không ai khác chính là Hal Finney. Tin nhắn của Hal Finney viết rằng: "Ý tưởng này dường như rất hứa hẹn và độc đáo.
và tôi rất mong chờ xem khái niệm này sẽ được phát triển như thế nào. Fini thậm chí đã khuyến khích Satoshi viết mã nguồn. Ông tin rằng khi mọi người thấy mạng lưới hoạt động, họ sẽ bị thuyết phục. Khi mã nguồn hoàn thiện và chương trình đã sẵn sàng để thử nghiệm, Hal Finney chính là người đầu tiên nhận phiên bản thử nghiệm. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2009, ông đã tải xuống mã nguồn và kết nối với mạng lưới Bitcoin. Máy tính của Finney là thiết bị đầu tiên kết nối với mạng của Satoshi. Hai ngày sau đó, Hal Finney nhận được 10 Bitcoin từ Satoshi Nakamoto. Đây là giao dịch Bitcoin đầu tiên giữa hai máy tính. Điều thú vị là Hal Finney luôn có mặt trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của lịch sử Bitcoin, từ lúc nó mới hình thành cho đến khi nó thực sự trở thành một hiện tượng. Tuy nhiên, Hal Finney đã phủ nhận tất cả. Cái tên Hal Finney luôn ở đầu danh sách khi họ nhắc về người sáng tạo ra Bitcoin. Nhà báo Andy Greenberg của tờ Forbes thậm chí đã đến tận nhà ông để hỏi liệu Hal có phải là Satoshi Nakamoto thực sự không. Hal đã phủ nhận một cách dứt khoát lời cáo buộc này. Để làm rõ, con trai ông, Jason Finney, đã cho Greenberg xem những cuộc trò chuyện giữa Hal và Satoshi từ năm 2009. Đáng tiếc thay, Hal được phát hiện bị mắc phải hội chứng xơ cứng teo cơ một bên và đã đi đến những ngày cuối cuộc đời. Do đó, Hal muốn dành quãng thời gian quý giá của mình bên cạnh gia đình cũng như tránh sự quấy rầy từ giới truyền thông. Hãy thử tưởng tượng nếu bọn tội phạm biết rằng Hal thực sự là Satoshi Nakamoto, điều gì sẽ xảy ra? Chưa kể đến việc chính phủ có thể đã hành động ra sao nếu sự thật này được tiết lộ. Vì vậy, Hal quyết định giữ kín mọi chuyện và đó là điều đúng đắn nhất ông có thể làm. Sự ẩn danh của Satoshi đã làm tăng niềm tin về hệ thống Bitcoin. Ông đã để lại cho thế giới một thứ gì đó phi thường, một di sản mà ông có thể tự hào. Satoshi ở Việt Nam. Có một giả thuyết thú vị cho rằng Satoshi Nakamoto có thể đã tránh bị phát hiện bằng cách sử dụng proxy của Nga. Hoặc có lẽ ông thực sự là một người Nga với tên gọi Sergey. Bản phân tích mã nguồn của Bitcoin từ năm 2009 chỉ ra rằng Satoshi có thể đã dựa vào một máy chủ proxy của Nga để che giấu vị trí của mình. Khi tìm kiếm địa chỉ IP này, kết quả trả về ở Iran. Tuy nhiên, do sự cạn kiệt địa chỉ IPv4, các địa chỉ IP toàn cầu đã được tái phân bổ từ năm 2009. Điều đặc biệt là chúng ta tìm thấy một người dùng tên Sergey đã đăng các đánh giá về khách sạn tại Việt Nam vào tháng 12 năm 2008 và tháng 1 năm 2009 và sử dụng cùng proxy với Satoshi. Đáng chú ý, Việt Nam vốn là một điểm đến phổ biến với các lập trình viên người Nga, những người muốn tránh khỏi mùa đông khắc nghiệt. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa chính là cái tên Sergey. Trong thị trường crypto, có một Sergey nổi bật. Ông là founder của một dự án lớn, đóng vai trò huyết mạch trong lĩnh vực DeFi và hiện nay đang phát triển mạnh mẽ trong mảng Real World Asset. Dự án này đã và đang hợp tác với những tổ chức tài chính truyền thống lớn nhất thế giới, bao gồm các ngân hàng lớn như BNI Mellon, ANZ và đặc biệt là SWIFT, tổ chức điều hành hệ thống thanh toán quốc tế với hơn 11.000 ngân hàng và tổ chức tài chính thành viên trên toàn cầu. Một chi tiết thú vị hơn nữa là tên viết tắt của nhân vật này cũng là Esner, chung với Satoshi Nakamoto. Hình ảnh đang được hiển thị chính là Sergey đang phát biểu. Và trong đám đông đang lắng nghe ông, có cả những nhân vật quyền lực như Larry Fink, tổng giám đốc điều hành của BlackRock và nhiều nhà lãnh đạo trong ngành tài chính khác tại một hội nghị lớn trong ngành. Tuy nhiên, trong video này, Spyroom và các khán thính giả đã khám phá khá nhiều rồi. Nhân vật Sergey này sẽ là câu đố dành cho các bạn, những thám tử tài ba. Hãy tự mình tìm hiểu thêm liệu ông có bất kỳ manh mối nào liên quan đến Satoshi Nakamoto không nhé. Kết luận. Đi một vòng, ta về lại điểm bắt đầu. Cái tên Satoshi Nakamoto vốn mang nhiều ý nghĩa hơn danh tính thực sự của người sáng tạo ra Bitcoin. Dù cho đó là Len Sassaman, Hal Finney hay bất kỳ ai, việc tìm kiếm Satoshi không phải là điều cốt lõi. Satoshi đã để lại một di sản còn lớn lao hơn bản thân ông. Hình tượng của Satoshi không chỉ nằm ở việc tạo ra một loại tiền điện tử, mà là khởi đầu cho một cuộc cách mạng về tài chính, về công nghệ, trao quyền lực từ các tổ chức tập trung về tay từng cá nhân trên toàn thế giới. Sự ẩn danh của Satoshi chính là một phần không thể tách rời của Bitcoin. Điều này không chỉ giữ vững niềm tin vào tính phi tập trung của hệ thống, mà còn nhấn mạnh rằng Bitcoin không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Giống như chiếc mặt nạ Guy Fawkes từ bộ phim V for Vendetta, Satoshi không chỉ là một con người mà đã trở thành một biểu tượng của sự tự do tài chính và quyền riêng tư trong thời đại số hóa. Vì vậy, câu hỏi Satoshi là ai có lẽ không quan trọng bằng di sản mà ông đã để lại. Bitcoin sẽ tiếp tục phát triển và thay đổi thế giới, dù danh tính của Satoshi vẫn mãi mãi là một bí ẩn. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe của chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm hiểu thêm. Mình là Việt Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.